Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp tục, đó chính là cái bản ngọc của vị tướng xạ thủ AD, đó chính là Thon. Thì đây là một vị tướng AD cũng rất là được ưa chuộng chơi trong mùa này nha mọi người. Bản ngọc Thon á, thì mình sẽ lên như sau. Thì cái ngọc này á, thì mình sẽ lên theo cái cách là nó hơi đa hộp chút xíu nha mọi người. Thường thường thì AD nó sẽ lên tập trung là top đánh đúng 10 viên của một loại, nhưng mà vị tướng này nó hơi ô hộp, nó sẽ tổ hợp những cái bản ngọc của những cái viên ngọc đó mọi người, nó khác nhau lại. Tại vì cái đa tính chất này nó sẽ tốt hơn so với một số vị tướng top đánh như là vị tướng Ajate hay là Wayhen đó. Thì lên cái kia thì viên ngọc này nó sẽ khác. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái bản ngọc nha mọi người. Đầu tiên thì ở ngọc đỏ nè, mình sẽ lên cái tóc đánh và tỷ lệ chí mạng là 7 viên. Đó, thường thường thì như Wayhen hay là Hayate sẽ lên 10 viên, nhưng mà vị tướng này thì chỉ lên 7 viên thôi. Còn 3 viên còn lại mình sẽ lên cái tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng nha mọi người. Tỷ lệ chí mạng, sát thương chí mạng 3 viên. Còn về ngọc tím thì mình sẽ lên tóc đánh tóc chạy là 8 viên. Ở một số vị tướng như là sau khi mình bấm lộn để mình thay đổi lại nha. Đây, mình lên 8 viên tóc đánh tóc chạy thôi. Nó không giống như là Wayhen hay là Hayate. Hayate, Wayhen đủ lên tóc đánh tóc chạy tới 10 viên rồi. Mình lên 8 viên thôi. 2 viên còn lại để mình ưu tiên cho vị tướng này. Đó chính là 2 viên hút máu, 1.6% mọi người. Còn ngọc xanh thì mình sẽ lên công vật lý và xiên giáp là 10 viên. Đó, thì đây là cái bản ngọc của vị tướng Thon. Sẽ có công vật lý là cộng 9, tỷ lệ chí mạng là cộng 5.6%, xiên giáp là cộng 64%. Hút máu là 3.2%, sát thương chí mạng là cộng 10.8% nè. Còn tốc chạy là cộng 8% và tốc đánh là 19.2% nha. Vị tướng này nó không có full tốc đánh như vị tướng Hayate hay là Wayhen. Và đặc biệt á, đối với vị tướng này á, ở đầu trận mà mình ăn được con bùa xanh đó mọi người thì nó bắn rất là thốn nha. Rất là đam. Nên là khi mà đầu trận mà hên mình được con bùa xanh là ngon lành rồi đó. Còn về trang bị á, thì đầu tiên mình sẽ lên chiếc giày thuật sĩ nha mọi người, để mà tăng tốc chạy và giảm hồi chiêu của 15% luôn. Món thứ hai thì mình lên thánh kiếm. Món thứ ba thì mình lên xâm đao bảo táp. Món thứ tư thì mình lên vũ kiếm nha. Hoặc là mình có thể lên cây kiếm phoenix. Thì thường thường mình sẽ lên trong hai cái món này. Còn tiếp theo mình sẽ lên cái khắc đỏ đòn, đó chính là cái kiếm Mugamasa. Cuối cùng chính là cái giáp hộ mệnh. Thì đây là cái phần trang bị mình thông thường thôi. Và mình mắc giáp hộ mệnh thì mình hãy lên món thủ. Có thể lên cây diều Hyogoa nha. Cây diều này rất là quan trọng nha. Mình đã bắn trúng vị tướng nào rồi á là nó cứ lết đết luôn á, nó chạy không có nổi luôn á. Nó làm chậm rất là tốt. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phù hiệu. Phù hiệu thì mình sẽ chọn cho vị tướng này là cái đầu thai. Ở đây mình chọn màu xanh. Cái bảo mệnh. Hạ tăng CT và chọn đầu thai nha mọi người. Dưới đây thì mình chọn cái màu đỏ, đúng rồi. Tiếp theo là cái hồi phục nè. Tiếp theo là màu đỏ luôn. Và cuối cùng chính là cái kháng hiệu. Thì mình chọn kháng hiệu hoặc là cái tăng CT cũng được. Thì hai cái này cái nào cũng được nha mọi người. Tùy mọi người thôi. Thì thường thường mình sẽ chọn cái tăng CT sẽ tốt hơn. Kháng hiệu ứng thì nó sẽ tốt, cũng tốt nhưng mà để mà kháng lại các hiệu ứng sát thương. Còn tăng CT mình sẽ tăng lên cái công của nó là sát thương với mạng cao. Thì cái nào cũng được nha. Rồi, các bạn mình chia sẻ về bản ngọc của vị tướng Thon đến đây là hết nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong tất cả các video tiếp theo nha.